Mở đầu chuyên mục an toàn giao thông kỳ này là thông tin về những quy định mới liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông. Thưa quý vị, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, dễ làm gia tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Rút kinh nghiệm từ kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu tất cả vì sức khỏe tính mạng của người dân, tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tăng cường tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, có hiệu quả cao các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, cụ thể như sau. Các địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tăng cường thực hiện nghiêm triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần ai ở đâu ở đó, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh an toàn trật tự xã hội để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, bảo đảm tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ và thực hiện giám sát xã hội. Các địa phương khác tăng cường áp dụng và thực hiện nghiêm đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, nhất là yêu cầu thực hiện thông điệp 5K, kiên quyết dừng tổ chức các lễ hội tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động tại các khu vực công cộng, các cơ sở vui chơi giải trí, các địa điểm du lịch, địa điểm tâm linh và tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không cho tụ tập đông người tại các địa điểm này. Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, tăng cường và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm. Tổ chức ứng trực 24/24 đối với các lực lượng tham gia chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm bùng phát. Công điện nêu rõ, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo chỉ đạo và các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, tăng cường và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm. Tổ chức ứng trực 24/24 đối với các lực lượng tham gia chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm bùng phát. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị quyết yêu cầu đến ngày 30 tháng 9, tất cả các chủ đầu tư các dự án phải giải ngân tối thiểu 60%. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải nâng cao sự giám sát, điều phối, cố gắng điều hành công tác xây dựng cơ bản để đạt kết quả tốt nhất, nâng cao tỷ lệ giải ngân theo đúng kế hoạch đề ra. Bộ Giao thông Vận tải sẽ xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trí tuệ, gây nhũng nhiễu tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Thưa quý vị, theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tình hình trật tự an toàn giao thông toàn quốc trong 8 tháng năm 2021 ổn định. Số vụ tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 8 năm 2021, toàn quốc xảy ra 510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 257 người và làm bị thương 342 người. So với tháng cùng kỳ năm 2020, giảm 664 vụ, giảm 294 người chết, giảm 535 người bị thương. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết, 6 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản trên 2.000 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 354 trường hợp. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Châu Đức đã bố trí cán bộ chiến sĩ trực 24/24 tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 56 và các tuyến đường trọng yếu giáp với tỉnh Đồng Nai, tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Từ ngày 19 tháng 7 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Châu Đức đã phối hợp với công an các xã thị trấn tổ chức 526 lượt tuần tra kiểm soát để tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng và vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Qua đó đã lập biên bản 387 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 trường hợp, tạm giữ 4 ô tô, 95 mô tô.
Thưa quý vị, trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, nhất là đợt giãn cách lần thứ tư, khi tỉnh quyết định áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 16 với cấp độ cứng rắn, dứt khoát và triệt để hơn, số người đi đường cũng không còn nhiều như lúc trước, bởi ai cũng hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh. Cuộc sống người dân đã có sự thay đổi nhất định trong sinh hoạt đi lại, giao tiếp đã hạn chế ở mức tối đa. Để góp phần đạt được kết quả này, Công an tỉnh và Công an các địa phương đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chỉ thị 16 cũng như các quy định về phòng chống dịch bệnh. Trên các tuyến đường cả ngày và đêm, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã phân chia thành các tổ liên tục tuần tra, kiểm soát để đảm bảo chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Chính vì vậy, ý thức chấp hành của người dân cũng được nâng lên. Tại thành phố Vũng Tàu trước đây luôn chật kín du khách xếp hàng rồng rắn vào các khu vui chơi trong kỳ nghỉ lễ. Nhưng bây giờ thì ngược lại, đường phố vắng lặng, hầu hết người dân ở trong nhà khi thành phố giãn cách xã hội. Là một trong những địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất trong tỉnh, hai tháng qua, lực lượng công an cũng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ngoài các tổ kiểm tra phòng dịch ở các phường, xã, công an thành phố còn cử cán bộ chiến sĩ tham gia tổ tuần tra kiểm soát cơ động phòng chống dịch COVID-19. Công an thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Đến nay, tình trạng người dân vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh giảm hẳn. Quốc lộ 51 ngày thường, mật độ phương tiện lưu thông dày đặc và là điểm nóng về mật độ ùn tắc giao thông, thì nay luôn thông thoáng. Phần lớn các phương tiện giao thông trên tuyến đường này là xe tải, xe container vận chuyển hàng hóa, thực phẩm thiết yếu cho người dân các vùng đang bị phong tỏa, giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Chốt trực bảo vệ vùng xanh ở tổ 6 thôn Tân Trung, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ. Buổi tối là thời điểm các xe tải đến nhận rau, củ quả cung cấp cho người dân. Nếu không có lực lượng chốt trực kiểm tra thường xuyên nơi đây, thì rất khó kiểm soát được dịch bệnh trong khu vực này. Chính vì vậy, địa phương đã lập chốt trực và các dân quân, công an phối hợp với nhau trực 24/24. Tất cả người ra vào đều phải kiểm tra chặt chẽ về mặt giấy tờ, phiếu xét nghiệm, nơi đi cũng như nơi đến. Làm trực từ 12 giờ tới 6 giờ thôi, để duy trì cái lượng người qua lại các xe lưu thông trên vùng xanh. Và buổi tối thì cái lượng người ra vào rất ít, có những cái xe của doanh nghiệp họ đi chở rau họ hoạt động, còn xe máy thì họ ít ra vào, chỉ có những người họ đi làm ở trong cái khu vực của doanh nghiệp đó họ mới được quyền đi, còn những người dân thì họ không được quyền đi ra ngoài. Cái người ra ngoài phải xuất trình được giấy test và cái lộ trình đi và ra ngoài với lý do gì để ra ngoài và theo áp dụng cái chỉ thị 16. Nếu trường hợp ra ngoài không lý do thì em sẽ lập biên bản. Trên quốc lộ 55, số lượng phương tiện giao thông cá nhân trên đường khá thưa thớt, chủ yếu để mua nhu yếu phẩm. Đi là ngay chỗ tiệm thuốc tây, ngay chỗ nước mạnh này nè, mua thuốc uống. Không đi được đến thành phố, bây giờ phải đi mua ở đây nó uống đỡ. Ngày mai cô đến ủy ban của mình á, cô làm một cái tờ đơn để mà xin đi lại đi mua thuốc cho dễ nha cô. Chứ đúng, mình cầm cái đơn thuốc này ra tóm chấp nhận nha cô. Đúng rồi, cái kỳ trước á, một tuần rồi, một tuần cô xin được một tuần rồi, cái kỳ này mới đầu nó hết đi rồi không có dám đi. Chị, đó, mình ghi cho cô lần này thôi nha. Rồi lần này thôi. Sao mình phải mang giấy thêm. Rồi cô. Đúng rồi, cô cũng có giấy nữa. Cô có giấy ở cái xã kỳ bữa hồi con có giấy của cô. Đây nè, đây nè, bữa xã cho nè, cô đi rồi. Bỏ muối vô quán này nè, với lại cô có xin giấy đi đường của hổm nè. Có giấy tờ đi thì cô cứ đi nhá. Dạ, cô trong anh chỉ thị 16 rồi, không vấn đề cô. Dạ, rồi, dạ, ông ơi, cô đi. Bỏ ở đây về liền. Dạ, cô đi ạ. Trong ngày thực hiện ai ở đâu ở yên đó, tất cả các tuyến đường vắng vẻ lặng yên, người dân chấp hành nghiêm các chỉ đạo phòng chống dịch. Chỉ có các lực lượng thực hiện công vụ được phép lưu thông trên đường. Tất cả đều hướng tới mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh, mong muốn sớm trở lại cuộc sống thường ngày. Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội để kiểm soát dịch COVID-19, nhu cầu di chuyển giảm mạnh và các phương tiện rơi vào tình cảnh không được sử dụng trong thời gian dài. Khác với ô tô, xe máy hầu như ít được người dùng chú ý đến khi lâu ngày không hoạt động vì nghĩ rằng không cần thiết, khi nào cần là có thể mang ra chạy được ngay. Thực tế có nhiều vấn đề cần quan tâm để xe máy có thể vận hành ổn định trở lại sau khi nằm một chỗ trong nhiều ngày. Tình trạng phổ biến nhất và hầu như xe nào cũng gặp phải đó là khó đề nổ động cơ, bao gồm cả xe có phun xăng điện tử hay dùng bộ chế hòa khí, bình xăng con.
có vài nguyên nhân chính dẫn đến việc này, đó là xăng lắng đọng trong kim phun hoặc chế hòa khí, buồng đốt động cơ không đủ không khí, bơm xăng bị hụt. Có một vài mẹo nhỏ để khắc phục hiện tượng này, tùy theo dòng xe mà người dùng có thể sử dụng. Đối với xe có cần khởi động, nên đạp 3-5 lần trước khi mở máy, vừa để đưa thêm không khí vào buồng đốt, vừa khuấy dầu bôi trơn lắng dưới các tơ bôi trơn, các chi tiết bên trong động cơ. Khi khởi động, đối với những mẫu xe số phổ thông dùng bộ chế hòa khí, hãy mở cần gạt gió, choker, hay còn gọi là e gió, để tạo hỗn hợp hòa khí, không khí và nhiên liệu có tỷ lệ xăng nhiều hơn, giúp động cơ dễ khởi động hơn. Ngoài ra, người dùng còn có thể thực hiện thêm thao tác xả xăng cũ và cặn trong bộ chế hòa khí trước khi khởi động. Với các mẫu xe tay ga trang bị phun nhiên liệu, cần mở khóa điện và chờ đèn check engine bật sáng rồi tắt. Lúc này là giai đoạn xăng được bơm vào kim phun trước khi khởi động. Để việc khởi động dễ dàng, nên thực hiện lại thao tác này vài lần để động cơ được làm nóng kỹ trước khi đề nổ trở lại. Lưu ý chung khi đề máy là cố gắng giữ đều mức ga nhỏ trong khoảng 2-3 phút để động cơ lấy lại được nhịp điệu vận hành ổn định như thông thường. Với xe dùng phun xăng điện tử, nên chờ đèn check engine màu vàng tắt thì hãy bắt đầu đề nổ động cơ. Tránh để bình ắc quy bị yếu. Ngoài ảnh hưởng từ xăng hay các nguyên nhân kể trên, xe máy có thể không đề nổ được khi bình ắc quy bị thiếu hoặc là cạn điện. Để tránh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chủ xe cần kiểm tra tình trạng của hệ thống điện định kỳ 1-2 tuần một lần. Nếu có dấu hiệu ắc quy bị xuống điện thì nên đề máy khoảng 5-10 phút để sạc thêm cho bình. Tuy nhiên, tình trạng ắc quy yếu kéo dài thì có thể là do thời gian sử dụng đã lâu, 2-3 năm thì cần được thay mới. Ngoài ra, nếu để xe lâu hơn vài tuần thì có thể tháo cọc ắc quy để tránh hao bình. Hạn chế chi tiết kim loại bị kỹ xét. Dù không vận hành và chịu tác động trực tiếp của mưa nắng, thời tiết nóng ẩm vẫn có thể khiến cho các chi tiết kim loại của xe máy bị kỳ xét. Vậy tháng nhất có thể kể đến như là sơn xe, dẫn động, đĩa phanh hay là bánh xe vành hang hoa. Để giữ cho những bộ phận này không bị xuống cấp, chủ xe có thể dùng các dung dịch bảo dưỡng chuyên dụng dành cho bộ nhông sơn đĩa và đĩa phanh. Ngoài ra thì cần rửa sạch xe trước khi bảo quản để tránh chất bẩn đóng lâu ngày ăn mòn các chi tiết kim loại, nhựa hay là cao su. Lưu ý khi bảo quản xe thì nên đổ đầy xăng để tránh động hơi là gỉ sét bên trong bình xăng, bơm căng bánh xe, dựng chống đứng, sử dụng áo trùm. Khi sử dụng trở lại thì cần kiểm tra mức dầu nhớt, nước làm mát nếu có, hệ thống điện, vân vân. Chương trình An toàn giao thông kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.